Chiều nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, MCV Group, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã có những thảo luận cụ thể về việc phối hợp thực hiện một số chương trình liên quan đến lĩnh vực y tế. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã trình bày về một số thế mạnh trong việc sản xuất các chương trình truyền hình trong lĩnh vực y tế của đài đã thực hiện trong thời gian qua. Mong muốn sắp tới, Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ tham gia cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện chương trình truyền hình về y tế với cách đưa thông tin chính xác, kịp thời, tin cậy đến người dân. Các bên cũng đã có những trao đổi cụ thể về cách thức truyền thông, cách thể hiện các sản phẩm truyền thông sao cho sinh động, hấp dẫn và phù hợp với các nền tảng số.